Quái fan, chào mọi người trở lại với channel của mình thì wow, hôm nay chúng ta có gì lại bạn quá trời các món đồ chơi đang nằm rải rác ở đây luôn các bạn. Wow, có một cái bàn đá khổng lồ luôn kìa các bạn, quá to luôn. Wow, bây giờ mình sẽ thu thập lại nha, đây. Wow, chúng ta có quá trời các loại khủng long luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa. Bây giờ mình sẽ gom lại hết và đem đi rửa hết luôn nha, đó. Đây, lụm lại hết luôn thôi nào. Wow, nhiều thật sự luôn các bạn, quá trời cái mô hình luôn ấy chứ, hay đã thật sự luôn nha. Đây, ok, bây giờ let's go. Wow, đây là cái hồ nước của mình các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ rửa tay trước nha. Đây, để coi trời có sạch hay không nè. Wow, có vẻ khá là sạch đấy các bạn, nhìn cũng ok đó nha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi rửa những mô hình của lòng. Wow, và đây là con Deinonychus các bạn. Wow, không, đây là Velociraptor ấy. Mình nhầm với các bạn, đây là Velociraptor nha. Răng khá là bén luôn kìa các bạn, nhìn nó có màu xanh khá là bắt mắt và cái móng vuốt của nó rất là ngầu luôn. Đấy, cho Velociraptor của mình đẹp chưa? Wow, mà chúng ta cùng Velociraptor đây các bạn, nhìn đẹp chưa kìa, một loài khủng long sống theo bầy đàn khá là thông minh luôn kìa các bạn. Đấy, màu sao vậy? Yeah. Wow, và đây khủng long bạo chúa T-Rex Tyrannosaurus thì các bạn ngầu cực kỳ luôn nha. Wow, chú khủng long bạo chúa với hai cái cơ bắp khá là phát triển luôn các bạn, miệng há cũng rất là to luôn nha. Đây là con T-Rex Tyrannosaurus, một loại khủng long bạo chúa. Ở đây chúng ta có T-Rex và Indoraptor các bạn, hai con này gầm người cho bị lâu và đánh nhau vì các bạn ngầu chưa? Siêu to. Wow, Ankylosaurus của mình đây rồi, con khủng long Ankylosaurus khổng lồ với những cái gai khá là cứng trên lưng luôn các bạn, ngầu cực kỳ luôn nha. Đấy, như các bạn thấy con khủng long Ankylosaurus to chưa nha? À, quá to luôn chứ còn gì nữa. Và đây chúng ta một Ankylosaurus Spider-Man khổng lồ với vậy, con khủng long với những cái gai khá là cứng Spider-Man. Và đây là cái đèn Velociraptor này các bạn, nhìn đã chưa, một con khủng long Velociraptor nhưng mà cái hình dạng nó lạ lắm các bạn. Đấy, nó mập mập sợ, mình nhớ con khủng long này nó rất là thon và nó gọn rồi các bạn, chạy rất là nhanh luôn, mà con này nó bị mập này, ăn nhiều quá sợ mập nha. Có phải là ăn nhiều quá nó mập này. Chú Velociraptor của mình có màu vàng thì các bạn ngầu chưa kìa, đó, như các bạn thấy con khủng long này nó khá là thông minh nha, đẹp cực kỳ đấy chứ. Các bạn thấy không, mập cực kỳ luôn. Wow, và đây là mặt nạ Hockey Wookie các bạn, ngầu chưa kìa, trong bước mình đi tham đi các bạn. Đó, ở đây chúng ta có một chiếc mặt nạ của Hockey Wookie luôn nha. Đấy, wow, đã chưa kìa. Ok, wow, Hockey Wookie đánh nhau với Scott kìa các bạn. Wow, hai con lao và đánh nhau rất là dữ luôn. Thì tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow, và đây là con Stegosaurus của mình nha các bạn. Gai không là thấy không? Các bạn có thể thấy phần gai của Stegosaurus khá là nhọn nha các bạn. Đây là kiếm lông Stego nha. Nhìn cũng khá đẹp đấy chứ. Đấy, gai kìa các bạn, rất là bén luôn. Đấy. Và đây chúng ta có Stegosaurus đang cố gắng bỏ chạy khỏi con T-Rex kìa. Đấy. Wow, nó dùng cái gai đu đánh vào con T-Rex bỏ chạy mất tiêu luôn kìa. Ui. Wow, và đây là Brachiosaurus thì các bạn, con khủng long chim màu gần nha. Đấy, các bạn có thể thấy chú khủng long Brachiosaurus mình khá là đẹp luôn kìa các bạn. Đấy, con khủng long chim màu gần với cái đầu màu rất là hay luôn. Đấy, đã chưa kìa, với màu xanh khá là bắt mắt luôn nha. Và đây là Brachiosaurus thì các bạn, con khủng long chim màu gần khá là đẹp luôn kìa các bạn, ngầu chưa kìa. Ok, và tiếp theo nè. Wow, và đây là Marsikasaurus các bạn, ngầu chưa? Đây cũng là Marsikasaurus của mình đây, nó có một cái màu vàng vàng kèm cam cam rất là bắt mắt luôn kìa các bạn. Đó, gai khá là nhọn đó nè. Đây là khủng long Marsika của mình. À,
Mastercard anh cầm gờ với cả bên to sơ top luôn. Dạ, yeah. Hi-ho-ho. Ở đây có tám chiếc lồng chơi Serotop như các bạn, một lồng bá sừng khá là ngầu và chơi Serotop khá là to luôn các bạn. Nó có một cái màu nâu nâu tím tím này các bạn, hay chưa kìa. Đây là cái lồng bá sừng của mình nha, nhìn khá là đẹp luôn chứ. Wow, ở đây chúng ta có chơi Serotop khổng lồ như các bạn, một lồng bá sừng khá là to lớn của mình đây các bạn, đẹp chưa kìa. Rất là ngầu luôn. Cũng là bảo chúa T-Rex đang gầm gừ. Ở đây có một con bảo chúa đang gầm gừ rất là lớn. Bây giờ các bạn nhìn ngầu chưa kìa, hai cánh tay lại khá là nhỏ nhắn và đáng yêu luôn các bạn. Đây là con T-Rex Tyrannosaurus của mình nha, nhìn đẹp cực kỳ nha. Còn vào đây Indoraptor đuổi con T-Rex bỏ chạy luôn, quá ngầu luôn nha. Wow, và đây là Bachycephalosaurus này các bạn. Đấy, ở đây mình có một con khủng long với cái đầu khá là cứng. Đây là chung lồng Bachycephalosaurus mình đây, nhìn đẹp chưa kìa. Đã chưa, một con khủng long khá là ngầu luôn nha. Có cái phần lưng nó màu đỏ đỏ đây các bạn, rất là bắt mắt luôn. Bachycephalosaurus khủng long với cái đầu khá là cứng luôn các bạn, nó nhô lên nhìn lạ quá nha. Đấy, giờ bị hói nha. Wow. Wow, và đây mình có Ankylo đang bị lùng cái đuôi quật vào con Tegosaurus bay ra ngoài luôn, quá mệt. Gì đây các bạn, Ankylosaurus khổng lồ các bạn, có gai không là gai trên người đây các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus mình đây các bạn, nhìn đẹp cực kỳ luôn nha. Đấy, như các bạn thấy chiếc khủng long Ankylosaurus kìa. Đấy, sở hữu những cái lớp dây vậy các bạn. Và đây là Ankylosaurus đây các bạn. Wow, đánh bay luôn con Tegosaurus. Gai khá là ngầu luôn. Chết mình đi rồi các bạn, con khủng long khá là đẹp nha. Ủa, nó có đầu như xuyên điện quang nha. Và đây mình có gì đây? Wow, và đây là một con khủng long để nuôi chết khá là nhỏ luôn các bạn, nhìn khá là đẹp luôn nha. Wow, màu vàng nó kêu. Và đây là chú khủng long cuối cùng trong video ngày hôm nay của mình rồi các bạn. Lao lên cắn con Bara, các bạn đang săn con Bara kìa, đó quá hồ luôn, một bầy nó săn luôn kìa. Chúng ta hiểu được khá là nhiều cái chú khủng long luôn. Và cả hồi nãy nuôi khổng lồ, nếu thích video đừng quên like, subscribe giúp mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đó.